nhân danh cha và con và thanh thần. Kính mời quý ông bà anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong Chúa Nhật thứ năm mùa thường niên và chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa, xem lời Chúa dạy chúng ta điều gì trong Chúa Nhật thứ năm mùa thường niên này. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu cùng phán cùng các môn đệ rằng: các con là muối đất nếu muối đã lạt người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa chỉ còn đem ném ra ngoài cho người ta trà đạp lên nó các con là sự sáng thế gian một thành phố xây dựng trên núi không thể che giấu được và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng nhưng đặt nó trên giá đèn hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen cha các con trên trời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta ăn rất nhiều những món ăn ngon, nhưng ít ai trong chúng ta lại để ý đến một thành phần nhỏ bé nhưng lại quan trọng và làm nên hương vị đậm đà cho món ăn đó vâng đó chính là muối mà trong bài tin mừng hôm nay có nhắc đến muối là thành phần không thể thiếu được trong các món ăn hạt muối tuy thuật bé nhỏ và chẳng ai chú ý tới sự hiện diện của nó bên cạnh các nguyên liệu khác như thịt cá rau củ quả thì muối chỉ đóng một vai phụ mà thôi trong những bữa tiệc người ta chừng trình bày những món ăn đắt tiền người ta giới thiệu những món ăn cầu kỳ không thấy ai trưng bày muối chẳng có ai giới thiệu muối trong những bữa tiệc lớn xét về giá trị kinh tế muối thì chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng muối không thể thiếu trong thành phần của các món ăn muối có đó nhưng không ai thấy muối không chỉ vì muối bé nhỏ khiêm nhường mà vì muối phải tan biến đi phải tan biến đi muối mới có tác dụng khi chúng ta ướp muối vào thịt cá và muối không tan đi thì không thấm được vào các thớ thịt thớ cá và không giữ cho thịt tươi không giữ cho cá tốt được muối ra giảm vào cá kho thịt kho nước canh mà không tan đi thì khi ăn phải người ta sẽ nhăn mặt và bỏ đi chỉ khi tan biến đi hòa tan vào thịt cá rau củ quả muối mới có ích lợi. Muối phải hiện diện, nhưng lại phải tiêu hủy đi thì mới có ích. Tuy bé nhỏ khiêm nhường và vắng mặt, nhưng sự hiện diện của muối là một hiện diện tích cực. Tích cực vì góp phần duy trì thực phẩm ở tình trạng khỏi hư thối và nâng phẩm chất món ăn. Tích cực vì là một thành phần hầu như không thể thiếu ở trong các món ăn. Tuy chúng ta không thấy và không nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu trong mỗi món ăn đều có muối. Chúa Giêsu ngài dùng hình ảnh muối và ánh sáng để nói lên đặc tính của người môn đệ Chúa Kitô. Trước hết Chúa Giêsu ngài muốn các môn đệ của ngài sống giữa nhân loại như muối ở trong thức ăn ngài muốn các môn đệ của ngài hiện diện thật khiêm nhường như những hạt muối bé nhỏ ngài muốn các môn đệ của ngài hiến thân mình cho nhân loại như những hạt muối hòa tan trong thực phẩm nhưng để có được sự hiện diện nhỏ bé khiêm nhường mang yếu tố tích cực thì các môn đệ phải giữ được vị mặn của muối. Và vị mặn đó không gì khác là lòng yêu mến Chúa mặn nồng, là tình yêu tha nhân mặn mà, là sống tinh thần tám mối phúc như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Giữ được vị mặn của phúc âm và hiện diện âm thầm trong phục vụ quên mình Người môn đệ của Chúa sẽ đem lại lợi ích thiêng liêng cho các linh hồn. Dù không muốn, họ vẫn trở thành ánh sáng soi trần gian. Như vậy, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải làm gì trong bài tin mừng ngày hôm nay? Xin thưa rằng, Chúa Giêsu muốn chúng ta là những người kỳ tô hữu, là những môn đệ của Chúa, phải trở nên muối và ánh sáng cho trần gian để có thể trở thành muối thành ánh sáng cho đời ngôn sứ isaiah trong bài đọc một hôm nay đã kê khai cách tỉ mỉ những việc mà chúng ta cần phải làm đó là hãy chia cơm xẻ áo cho người đói rách tiếp nhận người không cửa không nhà đó là loại bỏ những xiềng xích bất công cử chỉ hăm dọa lời nói xấu Chúa đã ban cho chúng ta thời giờ, sức lực và phương tiện đủ để chúng ta có thể ướp mặn và soi sáng. Nhưng nhiều người trong chúng ta đã bỏ quên không sử dụng những ân huệ này. Là môn đệ chân chính của Chúa Kitô, chúng ta không thể quên lời của Ngài đã quả quyết. Chính anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian. Sác tín vào lời Chúa, chúng ta sẽ cố gắng dùng mọi khả năng tự nhiên và siêu nhiên Chúa ban để ướp mặn đời, để tỏa sáng cho mọi người bằng một cuộc sống thánh thiện, xứng đáng với tư cách là những người con của Chúa ở trên trời. Nếu mỗi người chúng ta đều thấm nhập chất mặn của tin mừng và phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô, thì thế giới này làm sao còn bóng tối và cuộc đời này làm sao không rực sáng lên niềm hy vọng và nguồn vui sống được lời chúa soi sáng được thánh thể bồi dưỡng chúng ta hãy sống gắn bó với chúa thấm nhập tinh thần của ngài để rồi hoàn thành sứ mạng chúa đã trao phó cho chúng ta ngày hôm nay đó là làm muối cho đời và làm ánh sáng cho trần gian Amen.